Hello các bạn, hôm nay Tám dắt mấy bữa trước là chị Khanh dắt Tám đi ăn không à. Bây giờ hôm nay là Tám dắt chị Khanh với Kitty tới một cái chỗ Mr. Matcha. Mr. Matcha. Mà cái có quán kem là cái quán kem rất là ngon, Tám rất thích ăn kem. Cho nên là bây giờ dắt chị Khanh Kitty đi thử quán này. Chưa đủ. Mà nói cho các bạn nghe nha, có quán kem này thôi đi 45 phút mới tới. Biết sao không? Tại đi lạc đó mà. Tôi ăn rồi mà tôi không biết dắt luôn. Đó, cái đây là cái quán kem này nó nằm đối diện Costco Garden Road, Euclid, trên đường Euclid với lại Garden Road. Thì cái quán kem này nó nằm đối diện với lại Costco đó nha. Nó tên là Mr. Matcha. Rồi, nhớ okay. Nghe nếu mà các bạn mà có bấm cái matcha không thì nó lại lộn, không phải nha. Cái này phải là matcha. Nó có bốn cái matcha, cái này phải là Mr. Matcha. Rồi, bây giờ để Tấm quay cái chữ đó cho các bạn thấy nha. Đây cái chữ Mr. Matcha đây. Quán này đây. Phải bấm cái này nha, Garden Road là nó ra đó, nó ra cái quán này nha các bạn. Chứ đừng có lạc giống như Tám nha. Rồi bây giờ mình đi vô chị Khanh. Đi vô. Tại mà công nhận dân tơ. Đi vô. Vô. Ồ, ta đi vô. Ồ, bữa nay nó làm, ủa nó làm rộng, ủa nó làm rộng vô trong luôn. Nè. Đây. Cái kem này là kem trà xanh nhưng mà em lại thích, em thích ăn mè đen hơn. Mè đen tiếng Mỹ nói là gì? Không biết, biết chứ liền. Trời ơi, đúng Lassi rồi. Lassi đó, cái gì đó mà không biết. Lassi đâu? Em ăn gì? Red bean. Red bean cũng ngon lắm. Bây giờ mình đi. Nè, ở đây có cái máy, mấy cái máy này nó làm tại chỗ luôn đó các bạn. Làm tại chỗ luôn nè. Khách như khách. Nó làm tại chỗ cho mình luôn á. Ok.